Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, các binh sĩ Anh được triển khai tới Ukraine hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu của quân đội Nga. Bình luận trên được ông Medvedev đưa ra trên Telegram vào ngày 1 tháng 10, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Grant Sharp, tuyên bố triển khai binh sĩ Anh đến Kiev để huấn luyện quân đội Ukraine. Cũng theo ông Medvedev, không chỉ binh sĩ Anh, các cơ sở sản xuất vũ khí mà Đức dự định xây dựng ở Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Ông Medvedev cho rằng những động thái của phương Tây gần đây đang đẩy thế giới đến gần thế chiến thứ ba. Điều này sẽ biến các cố vấn quân sự Anh ở Ukraine trở thành mục tiêu của quân đội Nga. Họ phải hiểu rõ rằng, chúng tôi luôn có cách xử lý vấn đề này, ông Medvedev nhấn mạnh. Ông Medvedev sau đó cũng nhắc đến việc Đức muốn cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus có thể tấn công lãnh thổ Nga và cố gắng thực hiện các lệnh trừng phạt mới nhằm vào quân đội Nga. Họ nói rằng điều này phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong trường hợp đó, việc tấn công vào các nhà máy của Đức, nơi sản xuất những tên lửa này, cũng sẽ hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế, ông Medvedev nói. Trước đó, ngày 30 tháng 9, tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp nói với Telegraph rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc mở rộng chương trình huấn luyện do Anh dẫn đầu cho quân đội Ukraine và có khả năng London sẽ triển khai các cố vấn quân sự đến Ukraine. Ngoài ra, Anh có thể sẽ hỗ trợ hải quân Ukraine ở Biển Đen. Trong chuyến đi tới Kiev hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Sharp từng tuyên bố ông thấy việc triển khai các hỗ trợ quân sự tại Ukraine sẽ hiệu quả hơn so với việc thực hiện chúng ở Anh. Ngoài việc huấn luyện binh sĩ Ukraine, London có ý định sản xuất vũ khí tại Kiev thông qua đầu tư của tập đoàn quốc phòng B-System. Trong cuộc thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Sharp cũng nói rằng Hải quân Anh có thể đóng một vai trò trong việc bảo vệ các tàu thương mại ở Biển Đen. Quân đội Anh đã tiến hành một hoạt động chính thức để huấn luyện và trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine kể từ năm 2015, sau đó hoạt động này đã được chuyển đến Anh và một số nước NATO khác sau khi xung đột nổ ra. Bên cạnh cố vấn quân sự, quân đội Anh còn triển khai lực lượng thủy quân lục chiến, tiến hành một số hoạt động bí mật ở Ukraine vào năm ngoái, nhưng London chưa bao giờ thừa nhận có bất kỳ sự hiện diện quân sự đáng kể nào ở Ukraine. Việc triển khai công khai binh sĩ Anh đến Ukraine có thể sẽ là một bước leo thang khác sau khi London trở thành quốc gia NATO đầu tiên cung cấp cho Kiev đạn uranium nghèo cũng như tên lửa hành trình tầm xa. Theo VTC, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.